Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người lại quay trở lại mình video của DC. Hôm nay thì DC sẽ quay trở lại để giới thiệu mọi người một cái tấm Calibet. Đó. Thì những anh em đã từng làm về đánh bóng chỉnh bề mặt sơn thì đã biết được cái tấm Calibet này rồi. Nhưng cũng có rất nhiều anh em mà chưa làm về nghề thì sẽ không biết được là cái tấm Calibet này nó sẽ là như thế nào. Thì nhân tiện hôm nay trong cái clip mình xin review với mọi người chi tiết về cái tấm Calibet này để mọi người có thể hiểu rõ về cái tấm Calibet này sẽ dùng vào công việc trong xe như thế nào nhé. Thì mọi người thấy đây là cái miếng tấm Calibet này đó. Thì cái miếng này nó sẽ có hai mặt, một cái mặt vải này nó sẽ gắn trực tiếp vào cái phần đế của cái máy đánh bóng hoặc là của cái máy xả nhám chuyên dụng đó. Còn một mặt nó sẽ là được thiết kế bằng một cái lớp chuyên dụng để chuyên vệ sinh các cái phần mảng bám trên bề mặt hoặc là những cái lớp sơn bám trên bề mặt, nó sẽ hút được toàn bộ lớp sơn ra, anh bật lớp sơn ra, nó không có hiện tượng bị sức sơn trên bề mặt sơn xe anh em nhé. Và lớp giữa này nó có thêm một tấm cao su bột biển để nó có cái độ mềm mại và độ đàn hồi. Khi anh em có clay trên bề mặt vào những cái điểm sống của sơn như này, nó sẽ không hiện tượng là bị mất cái lớp sống của sơn xe của khách hàng đó. Thì tấm này thật ra nó thiết kế nó rất đơn giản thôi, thì bây giờ mời mọi người cùng mình test trực tiếp lên trên bề mặt sơn sẽ làm như nào nhé. Anh xà thử đi. Em thấy bề mặt là xay hết chưa? Thử bằng cái kia thử dễ hơn. Em thử cái kia. Thử sang bên kia xem. Thì bề mặt nó đã khá là sạch hết rồi.